Cô Trần Lâm xin kính chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì bên mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mở nhạc MP3 cũng như là mở cái giọng ca sĩ để mọi người tập theo một cách đơn giản nhất ở trên cây đàn Yamaha BRS910 và những dòng đàn tương tự. Thì đầu tiên là mọi người cần phải có một cái USB dữ liệu ở bên Trần Lâm cung cấp thì mọi người cắm vào trong đàn. Thì hiện tại Trần Lâm đã có được một cái file giọng ca sĩ nó khoảng 100 bài. Và sắp tới đây thì sẽ có update lên thêm khoảng 100 bài nữa. Thì tổng cộng là khoảng là 200 bài cho mọi người. Nhưng mà trước mắt mọi người mua sẽ được 100 bài nha. Thì để mà làm được mở được cái giọng ca sĩ lên á, thì mọi người bấm cho mình cái nút này USB nha, mình sẽ phóng to lên nha. Rồi mọi người bấm cho mình cái nút USB ở đây, bấm vô. Khi mà bấm vô rồi mọi người thấy chữ file select này, mọi người bấm cho mình mũi tên lên hoặc xuống đều được, bấm cái nào cũng được. Rồi nó sẽ ra được một cái dữ liệu. Thì mọi người sẽ tìm tới cái chữ là giọng ca sĩ MP3 cho mình nha. Đây là toàn bộ những cái gì đã chứa trong cái USB của mình bán tặng kèm cho mọi người. Đó, trong USB nó sẽ có chữ giọng ca sĩ ha. Mọi người nhấn qua thì qua chữ K, bấm chữ C, bấm vô. Rồi đây là những cái bài giọng ca sĩ, là ví dụ bài Cảm ơn của Đăng Nguyên đi, thì mọi người sẽ nghe Đăng Nguyên hát. Và cái bài này thì nó đang chơi ở cái tông là đô thăng thứ, tempo là 82, thì mọi người phải chỉnh mọi thứ về về đô thăng thứ và tempo phải chỉnh 82, rồi chọn điệu rumba này nọ. Và mình sẽ cho mọi người nghe thử cái giọng ca sĩ nè. Này là cánh thư nghiền nghiền nét chữ. Đó, bây giờ mình sẽ chọn điệu rumba nha. Mình sẽ chọn điệu rumba, bấm vô chữ user để mình chọn điệu lấy rumba. Bolero rumba đi. Rồi. Tempo là 82, mình sẽ chỉnh. Mình chơi ở tông la thứ thì mình sẽ cộng 4 lên. Cộng 4 lên là lên đô thăng thứ nè, tempo là 82. Rồi, xong khi mình chỉnh xong rồi mình bấm sinta. Đây mọi người bấm sinta. Rồi mình sẽ bỏ âm số nha. Mở lại cái giọng ca sĩ nè. Cảm ơn nè. Rồi được rồi đó mọi người. Đó, mọi người cứ chọn đúng cái điệu, rồi đúng cái tempo, đúng cái tông của nó thì mọi người có thể đánh được ha. Rồi, đó là cái cách để mở lên được giọng ca sĩ. Rồi, mọi người muốn chọn bài khác thì cứ tiếp tục lại cho mình, bấm vô số 8 nè, mình sẽ chọn bài khác. Giờ nó ở đây, bài Cắt Bụi Cuộc Đời chẳng hạn, bấm vô, rồi bấm lại chữ USB, và bấm nút play, play ngay số 2. Này bạn thân ơi. Rồi, cái đó là giọng ca sĩ để mọi người tập. Tuy nhiên thì ở trong cái USB Trần Liêm có tặng cho mọi người thêm một cái dữ liệu nữa là những bài hát có ca sĩ hát và có luôn nhạc điểm nữa. Thì mọi người bấm chữ up trở về trang trước cho mình. Mọi người vào cái thư mục nghe nhạc MP3. Thì cái thư mục này sẽ chứa những cái bài hát mình đã cài vô sẵn cho mọi người luôn. Ví dụ bài ca kỷ niệm đi. Mọi người muốn nghe nhạc bài này thì mọi người bấm vô. Rồi bấm lại chữ USB, bấm play. Rất là nhiều dữ liệu ha mọi người, về nghe rất là đã luôn. Thì trong cái phần MP3 để nghe nhạc này á, thì Trần Liêm chép những cái bản nào mà mình cảm thấy là hay nhất và để cho mọi người dễ nghe nhất, đủ gu luôn nha. Gu nhạc trẻ cũng có, nhạc trữ tình cũng có luôn. Rồi, mình sẽ điểm qua một số bài cho mọi người nè. Mọi người thấy nè, Giấc Mơ Chabi, Giọt Lệ Đầy Trang, Hạ Thương, Hãy Hát Lên, vân vân, Hoa Tím Người Xưa, Khóc Một Dòng Sông, Lỗi Lầm, Lưu Bút Ngày Xanh, Bây Giờ Núi. Những bài bất hủ nha, có những bài đọc được, những bài không, nhưng mà nó khoảng 90% là đọc được. Vô Hãy Hát Lên đi. Những bài nào mà có bản quyền thì nó sẽ đọc không được nha. Ví dụ bài Hãy Hát Mãi Khúc Quân Hành nè, được nè. Không phải Ta Chúng Mình. Lòng Mẹ.
tay quê tôi. Mừng tuổi mẹ. Gù lại câu hò. Mình làm ngẫu nhiên nha mọi người. Má có vô gù lại câu hò. Người chờ xíu á, nhạc nó đang lót á. Phải lòng cô gái Bến Tre. Sao chưa thấy hồi âm? Quanh qua núi. Mọi người thấy tôi nhanh tôi chậm. Tôi nhanh nè. Theo từng Việt Nam theo bánh con tàu quay qua đèo Hải Vân mấy. Tình em là đại dương. Lo này nghe nhạc rất sướng nha mọi người, những dòng máy 910 nghe rất là sướng. Khoảng 125 bài nhạc MP3 có sẵn cho mọi người nha. Thì theo thời gian thì Trần Liêm sẽ từ từ update. Và những anh chị em nào mà nó từng mua USB dữ liệu Trần Liêm thì cứ đem USB lại Trần Liêm test, chép lại cho mọi người luôn nha, chép update lên. Thì những cái dữ liệu mà bình thường thì Trần Liêm sẽ chép tặng miễn phí cho mọi người. Còn những cái dữ liệu nào mà nó hiếm hoặc là nó bỏ công sức ra nhiều thì Trần Liêm sẽ thu phí trưởng tưng 50-100 ngàn nha. Đó, rồi như vậy thì mình đã hướng dẫn cho mọi người cách mở nhạc MP3 cũng như là mở giọng ca sĩ lên từ cái cây S910. Rồi mọi người có nhu cầu mua đàn hoặc là hỗ trợ về mặt dữ liệu cứ gọi trực tiếp cho Trần Liêm qua số mình ghi sẵn nha. Thì đồng thời Trần Liêm có một cái website là nhạc cụ trần liêm.com, mọi người vô đó để tải dữ liệu về thì phí tải chỉ trưởng tưng bằng một tô phở một này nọ thôi. Đó, mọi người đóng góp vô để duy trì cái website, đến đó là một cái nơi mà để cho mọi người có thể là lót dữ liệu về. Trần Liêm duy trì phí Trần Liêm thu là để duy trì website thôi, để tạo ra một cái sân để mà ai cũng có thể là có được dữ liệu chuẩn nhất nha. Bên Trần Liêm đã tổng hợp lại rất là từ nhiều nguồn và để tạo cho mọi người có được dữ liệu chuẩn mọi người sử dụng. Rồi, ví dụ như đây là dữ liệu dành riêng cho 910 nè. Mình không phải là một đơn vị bán sampler chuyên nghiệp nha mọi người, không phải là bán dữ liệu mà mình chủ yếu là bán USB. Rồi còn dữ liệu thì tặng kèm cho mọi người. Do đó mà những ai mà yêu cầu cao quá kêu Trần Liêm làm thế này, kêu Trần Liêm làm thế kia, Trần Liêm không làm nha mọi người. Đó, dữ liệu là dữ liệu có sẵn và tặng đầy đủ cho mọi người luôn. Còn đòi hỏi hơn nữa thì bên mình không làm được nha. Rồi, băng tiếng giờ sẽ cho nghe thử dân tiếng băng tiếng đi. Rồi, mọi người yêu cầu mua liên hệ trực tiếp với Trần Liêm qua số ghi sẵn bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.